Đó là thiên hậu kiếm Ngọc Hoàng không được đó. Dạ. Ta biết rồi, ngươi đừng có làm rối thêm nữa được không vậy? Ta đang nóng ruột hết sức luôn. Tình hình bệnh dịch với Trần Giang muốn khảo sát ra sao? Đó cho nên mới đi nhanh như vậy. Dạ, không sao không sao đâu. Thần đưa điện thoại dùng tạm rồi, xóa mạng Thiên Đình, cài mạng Trần Giang, xài con ơ. Đúng. Được không? Được. Đây, Ngọc Hoàng con điện thoại chạm. Phá luôn. Hả? Bây giờ là cài cái sim của Trần Giang vô rồi. Đi tìm nhanh liền đi. Bây giờ mình bấm vô cái map để nó dò đường. Chỉ đường đi coi map. Đi thẳng 50 mét đến cuối con hẻm cụt thì băng qua và đi tiếp. Ủa, một người, một khỉ hay gì leo? Hẻm cụt nguyên bức tường, bây giờ làm sao leo? Nói thật với Ngọc Hoàng, nhiều khi hiện đại nó cũng bại hoại dữ lắm. Không phải giỡn đâu, mình xài theo cách cổ truyền mình đi. Cổ truyền là sao? Là... Ta biết rồi. Là triệu hồi thổ địa đó mà. Trời ơi, vậy đúng mà nãy giờ thiện đi, ta đồng ý. Thổ địa đâu? Mau xuất hiện. Thổ địa. Ông đi chơi rồi hay sao đó? Thổ địa đâu? Dậm nữa, dậm nữa. Thổ địa. Thổ địa. Phải đầy đủ bài bản mới ra. Dậm phải theo trend. À. Dậm theo trend. Trend là cái gì? Không quen, không quen. Đang nấu chè chuối chân tự kêu cái ta làm đổ nồi chè luôn rồi. Ai vậy? Ai vậy? Phan gì? Đây bên đây. Đâu? Đây. Thổ địa. Giấy. 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 Không phải là mơ. Như vậy là à đây. Ngọc Hoàng vậy đi cha. Và không biết là Ngọc Hoàng ngày hôm nay dời thân Ngọc dọc cái thân ngà đến đây để có chuyện gì à? Ta đi xuống đây gấp là đang tìm gia đình nhà táo. Không biết là táo Mỹ hay táo New Zealand. Trời ơi, táo quân á. Ủa táo quân hả? Ừ. Được rồi, vùng đất này là của thổ địa. Bây giờ thần sẽ dùng phép thần thông của mình để đưa ba người lên cánh tay này. Chúng ta cùng nhau đi tìm bà táo hồ. Không được. Định bay rồi nhưng mà giật lò xo ve lại. Tại vì thần nhớ có một chuyện mà thần chưa làm, cho nên không thể nào mà đi kiếm ba táo được. Chuyện gì mà quan trọng hơn chuyện của ta nữa? Nhanh nhanh đi. Dạ, chuyện đó là như vậy. Hồ Biên. Wow, mọi người chờ em xíu nha. Phép thuật cao minh ha. Hoàng coi. Hello, xe livestream mọi người ơi, xe livestream mọi người ơi. Giờ bán hàng nhiều. Kính thưa quý vị và các bạn, gió đưa cành trúc la đà, con trai buôn bán thật thà dễ thương. Mọi người ơi, mọi người ơi. Xài kem ta sẽ xài kem, giúp cho da trắng hồng hào mà dễ thương. Kem này trị nám phục hồi da, kem đây trị mụn trắng da tức thời. Quận 1 chốt đơn nè, quận 2 chốt đơn, quận 3 chốt đơn nè, quận 4 chốt đơn, Bình Dương chốt đơn, Cà Mau chốt đơn, Bình Dương chốt đơn. Wow, nhiều người chốt đơn quá. Thôi, ngươi, chuyện này chuyện quan trọng đây hả? Tình hình dịch bệnh đang như vậy mà ngươi có thể nào nhẫn tâm mà giới thiệu kem? Dạ. Còn bao nhiêu nông dân bà con khổ cực nữa. Nè, người ta nông sản không có bán được. Đúng. Cho nên bị tồn ứ nông sản. Giúp là phải giúp rồi. Cho bà con kìa. À. Rau củ người ta chất đóng bán không được kìa. Dạ, chứ bây giờ giúp đỡ bà con. Giúp đỡ nha. Bà con đi. Dạ. 1, 2, 3. Mọi người ơi, ma trồng toàn những cây dễ thương. Nào là rau, là hoa, là lúa. Còn ba trồng toàn cây dễ sợ. Cây xù xì, cây lại có gai vô. Cây gai bưởi đụng nhầm là chảy máu. Trái sầu riêng đất trung thì đậu u. Nhựa hồn đều dính vào là rách áo. Cây dừa cao, eo ơi, ôi là cao. Quá trời luôn bà con ơi. Rồi, comment, anh ơi, mình có bán trái gì vậy anh? Trái gì trên thế gian này đều bán được hết. Lấy em 2kg trái tánh trái nết đi. Con bé này không có duyên để cái hình con cá hô lễ nghi rồi. Trời đất ơi, cá hô này. Cái cái nó comment mới kìa. Đâu vậy? Anh ơi, anh có bán quả gì vậy anh? Quả gì cũng có bán hết. Có bán quả nhãn không anh? Nhãn rất là nhiều, nhãn cơm dày, nhãn xuồng, nhãn cái mơn, nhãn hột tiêu, nhãn gì cũng có. Không biết mình ăn nhãn gì à? Quả báo nhãn tiền đó anh. Con này để hình con heo lễ ghét rồi lắm. ăn tiếp đi à. Nó nghe nè, mấy cái rau củ bánh trái anh bán đó, mình ăn bằng cách gì vậy anh? Ăn gì cũng được, ăn sống cũng được, ăn nướng cũng được, ăn luộc cũng được, ăn gì cũng được nè. Ta muốn ăn năn. Năn hay măng năn rồi. Cái việc đó chưa quan trọng bằng việc này nữa. Sâm, ngọc,
Linh con tum ca năm. Xăm này tốt không? Cực kỳ tốt luôn. Hiện tại xăm chúng em đang có 3 loại. Một là dịch chiết xăm Ngọc Linh. Loại thứ hai là gì? Trà xăm Ngọc Linh. Loại thứ ba? Thứ ba là đặc biệt xăm Ngọc Linh ngâm mật ong. Có xăm chân mày không anh? Anh đi xa lắm rồi đó. Chúng tôi đang cần làm cái gì biết không vậy? Dạ nói chung là cái phần nó vui vẻ thôi. Thật sự mục đích mình giúp cho bà con, nhưng mà cũng thử coi có ai biết là táo ở đâu không. Ê, sẵn đông người coi nè, hỏi có ai thấy táo mình đâu. Đúng không vậy? Mọi người ơi, có ai thấy ba vị táo đâu không? Có người comment rồi nè. Hiện tại ba ông táo đang ở BV. Bờ là gì? Bờ là Bình Vương. Mình đến Thủ Dầu Một, Bình Vương mình kiếm đi. Ôi, không có đi học không vậy? Bình Dương chứ mình là Bình Vương. Vậy hả? BV có nghĩa là bệnh viện. Bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng tới bệnh viện. Trời ơi, ổ địa. Dạ. Mình đang đi kiếm bệnh viện mà người đi đâu vậy? Thì đó, mình đã đến BV rồi nè. Mày, cái này là CC. CC là gì? Chung cư. Không phải đó. Bệnh viện rồi đó. Thôi mệt quá đi, coi cái bảng đọc cái gì vậy? Dạ, bán đất nền liên hệ. Đâu? Lao. Người thật sự quá quắc luôn ạ. Tiện vô mấy cái chỗ này làm cái gì, khu cách ly mà. Các Khanh, đằng nào cũng đã tới đây rồi, mình cũng muốn khảo sát chung cư này là điểm nóng. Này, các người bên kia làm gì đây? Dạ, tới khảo sát. Khảo sát cái gì mà khảo sát? Ở trong chung cư này đang có người nhiễm bệnh đây. Đeo khẩu trang vào. Đeo khẩu trang vào. Dạ. Mỗi người cầm một tờ khai điền vào đi, truyền cho nhau. Đây này, truyền đi. Nghiêm. Nghỉ. Giãn cách 2 mét, bước. Đi. Tại sao ta? Ê, sao ngươi cũng gần ta vậy? Ủa, sao anh Hoàng không về giãn cách ra đi? Chỗ đấy của tôi. Về à, chứ tôi đâu? Đây này. Đi đi, anh đi đi. Trời ơi, mét rồi. Mét rưỡi, 2 mét. Trời ơi, mà hít phóng bước quá. Ai điền xong, nhanh chóng lên nộp đi nào. Trời ơi. Ê, bắn rồi hả? Bắn có, con đo nhiệt độ cho bác để xem bác có sốt không ấy mà. Rồi, 36 độ 3. 70. Không, 36. 70. 70 lận. 70 gì bác? 70 tuổi. Nhiệt độ chứ không phải tuổi. Chứ không phải đo tuổi hả? Ai lại đo tuổi bao giờ? Kéo khẩu trang lên giúp con nhá. Khó thở cậu ơi, cậu từ 5:30 là tôi đi bộ 3 vòng ở bờ hồ. 6:00 là tôi đi tản bộ công viên. Tới đầu tới 6:30. Tập sau 6:30 tôi ghé quán bà Tư ở góc phố ăn xôi đậu, uống 2 ly trà nóng. Ê, ăn xôi tôi có ăn chung với thằng Kỳ nha. Ăn chung với thằng Kỳ khai vô luôn. Thằng Kỳ đúng rồi. Là năm nay là nó được 3 năm rồi á. 3 năm? Ôi trời, 3 năm? Sao lại 3 năm? Phải là 3 tuổi chứ. Không, con chó á. Tôi ăn á, tôi nhả xuống, nó ăn chung với tôi. Cái đó con kỳ bác ơi. Nó giống đực, chừng nào cái mới kêu con. Bác ơi. Còn giống đực là phải kêu thằng chứ. Con lặp lại lần nữa cho bác nhớ nhá. Con chỉ cần những người bác tiếp xúc, thời gian tiếp xúc và nơi chốn tiếp xúc. 7:00 là tôi về tắm rửa trước nè, thay đồ. 7:30 là tôi có mặt ở câu lạc bộ người cao tuổi. Đây, cái này đây, con người rồi. Con người là phải ghi vào. Đây, 7:30. Tôi có mặt ở câu lạc bộ người cao tuổi để chia sẻ nhau bí quyết nhớ dai và sống lâu. Đó. Hèn gì bác nhớ dai ghê. Nhớ dai mà. Vâng. Bắt đầu là 9:00 tôi đi họp mặt ở câu lạc bộ thơ phố phường. Rồi. 11:00 là tôi về nhà ăn cơm với lại bà nhà. Rồi. Bắt đầu là 12:00 tôi ngủ trưa. Rồi. 13:00 tôi thức dậy. 13:05 là tôi đi vệ sinh cá nhân. Bỏ qua luôn. Thay đồ xong đi họp mặt câu lạc bộ hưu trí. 15:00 là tôi đi họp tổ dân phố tự quản. 16:00 là tôi bắt đầu là đi tập gym. Đó, bắt đầu. Đó, bắt đầu tiếp đi. Bây giờ bác khai đến 1:00 đêm hôm sau rồi. Bác muốn khai gì nữa? Ngọc Hoàng, con chắc chắn là ông này ở Hà Nội luôn đó. Sao ngươi biết? Tại vì ta nói là người Hà Nội không dội được đâu.
Mấy ông từ từ hoài. Không lẽ là nơi khác sao? Đúng rồi. Hải Phòng à? Không, Hải Phòng là ta sẽ cứ không đi lòng vòng như vậy. Thế ông ở đâu? Ông này chắc ở Mỹ quá. Sao vậy? Ông đang suy nghĩ kìa. Bác kéo khẩu trang lên giùm con. Bác đi thẳng qua hướng bên đấy, hướng đấy đấy. Sang đấy mình kiểm tra chi tiết bác nhá. Con hy vọng là bác không bị vấn đề gì. Nếu như mà bác bị nhiễm Covid ấy, con nghĩ là cả thành phố này bị lây mất rồi. Mà tôi khỏe mà, đúng không cậu? Tôi khỏe mà, đâu có gì đâu, chứ làm gì có. Con hy vọng là bác khỏe. Vậy dạ, chào. Vâng, con mong là bác khỏe. Bác cứ đi thẳng là sẽ thấy người đón ạ. Tôi khai đầy đủ hết rồi nha. Vâng. Mà bây giờ tôi nói nè, phạt tôi chưa đọc. Có nghĩa là những cái thông tin của tôi trong này có chắc chắn là không ai biết không? Tôi cam kết với anh. Rồi, nhớ nha. Quá đáng lắm luôn á. Hết hồn chưa? Gì vậy? Nghĩ sao vậy? Ê, hả? Ở gì vậy? Ê, không này, này, này. Để yên, ông để yên đó. Để ở đây tôi đọc báo lớn lên cho tất cả mọi người. Anh trai bình tĩnh đi. Này. Bây giờ tôi nói bà. Đẹp mắt chưa? Chị đeo khẩu trang, đeo khẩu trang luôn chị. Đeo khẩu trang vào anh ơi. Tức quá nè, dạch mặt ông này là đeo cái gì? Sáng 6 giờ 30 tới 7 giờ 30 sáng ngày 22 tháng 4 tại nhà nghỉ Mimi với cô Loan Anh phòng số 12. Quá đáng. Bà đọc cho kỹ. Tôi là tôi ghi là tôi đi với dài anh cô Loan. Bà tôi ghi lộn nó thành cô Loan Anh. Bà hiểu không? Ông tôi vô đi nhà họ nghỉ với lại anh cô Loan. Tôi hẹn anh cô Loan đi họp. Anh kêu tôi họp tại nhà. Nhà anh mở nhà nghỉ. Trời ơi. Hay quá ha. Trời ơi. Vậy nói cũng được quá ha. Xin lỗi nha, thưa với mọi người nha. Loan Anh là cô gái nuôi mà ông nói là ông nuôi. Con gái nuôi ở đây, Sugar Daddy hả, Sugar Baby hả? Xin lỗi nha, nuôi rồi ăn hả? Cái này là tiền trao, là tình mút đúng không? Đúng không? Này, này, tôi nói này, các anh chị có chuyện gì, về nhà, đóng cửa, dạy nhau. Kỳ này là không còn tình nghĩa gì trơn trọi nha, nha. Vâng, vâng. Được, bà muốn thì tôi chịu, về viết đơn ký. Về khỏi tôi viết đơn sẵn rồi cho ông ký thôi. Nhà nghỉ Mimi hả? Quá trời, hai vợ chồng mèo mèo. Thấy tôi chưa? Tôi à, không chị ơi, tụi tôi trước. Chị ơi, xếp hàng với chị đeo khẩu trang vào nhá. Rồi anh đánh dấu chức vô hết đi. Ủa chơi cơ rô hả? Đánh dấu chức vô ít. Đánh dấu ít là đánh có hết à? Đúng. Vậy là trong 14 ngày vừa qua là chị có đi nhiều nước hả? Tôi đi hết. Bao nhiêu châu lục tôi đi hết á. Châu Mỹ, châu Úc, châu Phi, 6 châu lục tôi đi hết á. Có đi châu Đốc không? Châu Đốc là anh đi á. Đeo cái này mệt quá. Còn các anh này, nộp hồ sơ luôn đi. Ủa, bây giờ kêu khai người ta hỏi mình đi từ đâu về. Mình đi sao mà quan? Sao mà quan? Không lẽ mình nói mình đi bay về gió? Không được. Đúng rồi, thì bây giờ mình khai đi bằng phương tiện gì. Mình nói đi bằng cân đẩu dân. Mình không bị cách ly mà đưa mình vô trại tâm thần luôn á. Đúng rồi, được đâu. Ở đây là khu vực của thần. Tất cả mọi chuyện để thần lo. Mọi người yên tâm. Rồi, nha. Lo nha, lo nha. Đi. Rồi. Chị ơi, chị ngồi bên đấy giúp em. Không chưa, tôi còn đi chào nữa. Anh. Anh ơi, đeo khẩu trang vào. Dạ dạ. Anh xong rồi à? Dạ xong rồi. Cho tôi xem. Dạ dạ không cần xem đâu, tụi em khai miệng luôn. Ủa, là sao? Dạ thưa anh, dạ team tụi em gồm có 4 người. Tụi em đều đi chung chuyến với cô ta. Hả? Anh chắc chưa? Chắc 100%. Alo sếp ơi, sếp làm ơn cử cho em một đội phản ứng nhanh nhá. Ở đây có 1, 2, 3, 4, 5. À không, 6 rồi sếp ơi. Cứu em sếp ơi. Trời ơi. Gì? Ở trong đây hoài mập quá. Tất cả là tại ông đó. Tại tôi. Đúng rồi, tại người đó. Lanh chanh lá chắc dạ. Đang đi thành tám quân. Mà bây giờ ông làm sao bị kẹt cái này luôn rồi nè. Mình đang đi tìm người. Bình thường thấy mặt nhau tìm đã khó rồi, giờ không thấy mặt sao tìm. Trời thì đơn giản thôi mà. Mình là tiên là thánh. Chỉ cần một cái chiếu một cái thôi là lập tức những câu trang này nó không có dướng díu chúng ta nữa. Ông muốn thương ơi. Trời ơi chán ghê. Hãy xem đây.
cái bún ông chỉ có bún thùng thôi nghe không? Dạ thưa Ngọc Hoàng. À quên, dạ thưa anh Hoàng. Bây giờ á, nếu như chúng ta phải ở đây rồi, chúng ta muốn đi tìm người mà cả cái khu này ai cũng đeo như vậy thì không thể nào biết ai là ai được. Bây giờ xin anh Hoàng cho phép em làm một cái là coi như vẫn có đeo cái này nhưng mà trong suốt đi. Tàng hình đúng không? Mình đúng rồi, cái này nó tàng hình. Phép tàng hình đúng không? Mình nhìn thấy rõ mặt hết mình mới biết ai là ai. Đó chứ. Là phép cơ bản ai cũng có. Mọi người. Hồ Biên. Ghê không? Ghê. Hay quá. Kêu kìa. Dạ. Ít kỷ. Vậy. Bụng xỉn. Sao? Làm phép mà cũng làm phép không tới nữa. Làm gì không tới? Tại sao làm ba người còn tôi không làm? Ông nói bún hay không tự làm đi. Chán ghê. Hồ Biên à. Nè. Cái gì mà nó ồn ào vậy? Tôi không có nuốt nổi cái cơm này. Ủa chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? À. Ê đi qua coi. Thôi đừng qua, đừng qua. Chuyện này để thần qua cho. Ngọc Hoàng ơi nghỉ ngơi đi. À, cô Chiêu, thôi bây giờ đổi hộp khác cho cô nữa nè, cô ráng cô ăn đi. Mấy cái này nó không có hợp khẩu vị của tôi, làm sao tôi ăn được? Đúng rồi. Trong khẩu phần nói là hả ăn cua Cà Mau, mà nghĩ sao đưa hai ăn cua mới nở vậy hả? Ăn uống như vậy thì làm sao người ta đủ collagen, đủ dưỡng chất để nuôi cái cơ thể xinh đẹp này chứ? Bây giờ đồ ăn của cô thì cô cứ giữ lấy, cô có ăn hay không á thì tùy cô. Còn tôi phải đi tôi giao cơm cho những người khác nữa. Vậy đi nha. Nè. Trời ơi. Cái đồ ăn như vậy làm sao mà đưa tôi ăn được. Nè. Hồi nãy giờ tôi quay là hết rồi đó. Đây cả. Các ông nói luôn á. Không, tôi phụ hợ thôi chứ. Phụ hợ gì? Nè, cô làm gì cô chê dữ vậy? Làm gì vậy? Trời nè, tôi nói cho mấy người biết nha. Mấy người không biết tôi là ai hả? À. Ở ngoài tôi là hot girl. Cuộc sống của tôi rất là sang chảnh. Tất cả đồ ăn của tôi đều là đồ nhập khẩu, đồ ăn cao cấp. Tôi cảm giác rất là ngột ngạt, khó ở. Rồi một cái phòng ở 3-4 người, chưa kể shopping thì không có, rạp chiếu phim cũng không, đi đâu cũng không được. Trời ơi, bây giờ tự nhiên vô trong đây mệt mỏi quá. Mẹ ơi, con mệt mỏi lắm mẹ ơi. Con mệt lắm. Con mệt mỏi lắm mẹ à. Con ghét cái cảnh đơn phương. Bây giờ xung quanh toàn người lạ, cuộc sống cách ly thật cổ cực. Tất cả mọi thứ phải tự lo. Sống xa nhà tự phải chăm sóc bản thân. Điều này thật sự khó. Ở đây ngột ngạt mệt mỏi quá hả? Thôi ráng ở mấy bữa đi. Ở dưới đang xây tầng 19 cho cô ở rồi đó. Ý anh làm sao? Âm phủ đó. À tôi nói cô nghe nha. Tôi live stream nãy giờ mọi người coi rồi. Người ta biết cái bản mặt của cô rồi. Là người ta thả phẫn nộ cho cô. Là cô nổi tiếng thành thánh cách ly luôn. Đầu trâu mặt ngựa. Dạ. Có mau bắt ải gì âm phủ cho ta. Xin tuân lệnh. Muốn tù hả? Ủa quên, sao tự nhiên tụi mình làm đầu trâu mặt ngựa vậy? Ê. Ai mua điện máy hay gì? Ủa, sao nhiều đồ quá vậy? Ủa, của mẹ Chiều. Anh cầm giùm em. Trời ơi, tất cả những thứ này là của mẹ Chiều gửi cho Chiều đó hả? Trời ơi, thấy chưa? Mẹ biết là hả? Chiều mệt cho nên là mẹ đem bao nhiêu đồ ăn, đồ nhập khẩu. Nhìn gì? Mẹ, cô chuyển hết đồ vô cho cô để mong cô đi luôn, đừng về nhà nữa đó. Thôi, cô luôn rồi. Hay để lắm. Coi, một hồi đừng có đó mà nhìn miệng người ta. Cảm ơn mấy anh. Mấy anh ơi, mấy anh đem hết vô phòng cho Chiêu đi nha. Cảm ơn nhiều. Rồi cái này tặng cho anh luôn, Chiêu không có ăn. Chiêu ăn toàn đồ cao cấp không à. Trời ơi. Cảm ơn. Không có rảnh ở đây nói chuyện, tôi vô phòng. Nè cô. Cô có thể vui vẻ trong khi người khác lại làm việc cực nhọc vậy. Ủa, thì cái đó là nhiệm vụ của mấy anh đó. Cũng giống như anh thôi. Anh vô đây á, thì anh cũng có bổn phận, cũng có nhiệm vụ chăm sóc cho những người mà bị cách ly như em. Em có biết không, em vào đây em chỉ có chờ kết quả xét nghiệm. Họ làm việc từ sáng sớm đến khuya. Cái lúc mà em đang ngủ á, thì họ vẫn làm việc. Có những người á, làm việc bị lây bệnh từ những bệnh nhân. Họ đáng bị như vậy hay sao? Cái chuyện mà bị lây thì cái đó chắc là người ta xui, người ta bị thôi. Trời đất ơi. Còn em vô đây thì em cũng đâu có phải là ở trong cái thời gian dài, làm sao mà em biết được hết mấy cái chuyện đó. Với lại anh đừng có nói nữa, em không muốn nghe đâu. Nói là nó ghét quá, Năm Tàu, ông gạch tên nó cho nó chết luôn giùm tôi. Nè, cô làm như vậy là cô đang gieo nghiệp đó cô hiểu không? Mà cô gieo nhân nào thì cô gặp quả báo đó.
ở dưới trần gian á hả, ta có câu hay lắm: nghiệp nhanh quá bé chẳng dám gieo đâu, nghiệp nhanh lắm gieo sẽ bị gặt ngay. Nói cô nghe, cô học theo anh bác sĩ đi, người ta tạo dựng sự nghiệp, còn cô đi tạo nghiệp không hà? Đúng rồi nè. Đây, từ nãy giờ ít nhất anh bác sĩ anh nói những cái lời nghe còn lọt lỗ tai. Ủa mấy người là ai? Mấy người là ai mà hả tự nhiên lên giọng dạy đời người khác vậy? Ông bà không đó. Ê, ê, quên. Cô gái, chúng tôi là ai cũng không quá quan trọng đâu. Quan trọng là cách cư xử của cô có rất là nhiều vấn đề. Tại sao cô không thể học những điều hay như những người anh hùng thầm lặng như thế này? Hồi nãy cô nói là cô là hot girl, mà hot trong tiếng Anh có nghĩa là nóng, có nghĩa là cô gái nóng bỏng đúng không? Tôi không tin. Nguội lạnh. Nè, tôi nói cho cô nghe, trong lòng ngực của cô đó là trái tim, mà trái tim của cô để dành uống nước ngọt mà thôi. Sao vậy? Bởi vì trái tim của cô làm bằng cục nước đá. Tâm hồn của cô xấu lắm. Hiện tại bây giờ có rất là nhiều áp chỉnh cái xấu, nhưng đối với tâm hồn xấu như cô, không cái áp nào mà chỉnh được đâu. Có, cái cô, cái mặt cô chỉ có áp bức mới áp đúng, của cô thôi. Đúng rồi à, tôi này... đưa lên cho cộng đồng mạng nè. Làm gì anh cứ quay hoài vậy? Tôi thích quay, tôi quay, làm tôi. À, muốn đưa lên mạng đúng, đúng không? Đúng rồi. Tôi thách đó, có giỏi thì đưa đi. Đưa nãy giờ rồi. Nè, quê, liêu. À, còn người bác sĩ trẻ này đây. Dạ. Ta nghĩ rằng là rất đáng để khen thưởng. Dạ. Đúng không ạ? Ta phải trao tặng một cái phần thưởng gì đó thật xứng đáng. Cảm ơn các anh đã ủng hộ tôi. Là một bác sĩ, nhiệm vụ của tôi là chữa bệnh và cứu người. Tôi và các đồng nghiệp luôn luôn cố gắng hết mình vì một mục tiêu lớn, đó là chiến thắng đại dịch, tình hình chung của cả đất nước chúng ta. Người tử tế thì chắc chắn sẽ có lòng tử tế. Dạ. Yeah. Lòng ta cũng chỉ muốn như vậy thôi. Dạ. Yeah. Cảm ơn các anh đã ủng hộ tôi. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Cảm ơn bác sĩ nhiều nha. Cảm ơn anh, tạm biệt anh. Thế ông anh Hoàng, nghe anh nói chuyện xúc động, còn nghe nhớ kia nói muốn khúc nó ghê. Thôi mà. Thôi nó xong rồi, con nít mà. Dạ. Cái gì vậy? Gì vậy? Ai kêu vậy? Sư tử đâu gầm gì? Ghê vậy? Ai kêu ghê vậy? Ê. À, mọi người ơi. Hả? Nãy giờ lo nói không mà quên cái bụng. Vì tôi luôn có một chiếc bụng đói. Bụng đói để ăn thật ngon những món ăn trên trần gian. Mọi người có nghe tiếng gì không? Tiếng gì? Đói bụng ơi, đói bụng ơi đó. Ôi, đói bụng ơi, đói bụng ơi. Ta thì đói bụng rồi. Còn tụi tôi đói bụng lắm. Ừ. Như vậy là đói bụng ơi rồi lắm. Rồi bây giờ sao? Bây giờ chỉ cần kêu là anh nuôi ơi, lập tức là có nuôi ăn. Ủa, hả vậy hả? Lạ vậy? Dạ, không tin đúng không? Không, không. Vậy bây giờ chúng ta kêu thử nha. 2, 3. Anh nuôi ơi. Ủa, sao tôi biến phép một cái, tất cả những khẩu trang trên mặt mọi người nó tàn hình đi hết. Tại sao ông này không bị ta? Nhưng mà cái tướng quen quen nghe. Thần thánh phương nào vậy? Trở lại. Hiền quyết hình. Trời ơi, táo đỏ. Trời ơi, táo đỏ. Tôi nghi lắm. Dạ, trước tiên cho thần xin được bái kiến Ngọc Hoàng. Miễn lễ. Dạ, gặp Ngọc Hoàng ở đây vui quá Ngọc Hoàng ơi. Ta lo lắm luôn, táo đỏ biết không vậy? Dạ, tại sao người lại là anh nuôi? Dạ, câu chuyện như thế này. Chuyện gì vừa mới xảy ra? Chuyện gì? Hả? Ta đang ở đâu đây? Ta đang ở đâu đây mà sao lạ quắc vậy nè? Ông Táo Xanh ơi! Bà Táo Hồng ơi! Mọi người đâu hết rồi? Táo Xanh ơi! Táo Hồng ơi! Trời ơi! Nhảy đi! Cái khu này của tôi, khu cách ly. Hả? Gì vậy? À, tôi hiểu rồi. Cái gì? Ma cỏ gì đây? Ui da, trời ơi.
u da đụng một cái muốn sái ngoài hàm luôn. Hai cái cha này không thấy đường hay sao mà còn đâm đầu vô cái chỗ tôi đi nữa. Trời ơi. Ê, ê. Gì? Tôi nhìn hai ông tôi thấy kỳ quá ta. Hiểu rồi, hiểu rồi. Trong đây buồn quá, kêu hai ông về hát cho vui gì. Kệ kệ cho là vậy đi. Thấy không vui chút nào hết á. Sao không vui? Chưa thấy ta diễn sao mà biết không vui? Cái đụng tôi đây không vui rồi đó. Dạ. Thôi, nhớ cái con này rồi. Sao? Chiều rồi lấy cái đùi vẽ dơ lau mặt tôi. Nhớ rồi, tập thu vàng của ngươi lại hết. Ê, gì vậy? Ui, bình tĩnh đi, lộ chân tướng bây giờ. Mà nè bà chị. Vậy bà đi đâu mà bà bày đẩy đồ cao hơn bà luôn vậy? Là bà đi không thấy ai bà đụng người ta vậy? Tôi đi thăm con tôi. À, bị cách ly gần khu này nè đúng không? Ủa sao giống như bà dọn nguyên một cái nhà bếp vô trong đó cho con bà luôn hay sao vậy? Bởi vì mấy người này không có hiểu, con tôi giàu hiểu không? Có sống bình thường được. Trời ơi, bà chị ơi bà chị. Vậy? Nhưng mà nếu như mà đã vào khu cách ly rồi đó thì ai cũng phải như ai. Cái điều kiện sống nó cũng như nhau thôi. Chứ đâu có phải ở nhà riêng của mình đâu mà bà làm phiền người ta quá trời vậy. Không có cần dạy tôi. Tôi nói cho hai ông biết nha. Thấy gì đây không? Vàng. Có vàng là có tiền. Mà có tiền tôi đi đường quyền. Đi đường quyền không? Có tiền đi đường quyền hả? Bà đừng có khinh thường tụi tôi. Tụi tôi có võ. Tụi tôi đi đường mỏ. Tôi nói cho bà biết nha. Tại sao có những cái con người mà họ kém ý thức đến như vậy chứ? Kìa. Ông nhìn kìa. Núp vô. Mới cầm mấy đứa nhỏ nó thấy mình, nó hoang mang. Gì vậy? Thì đó là những anh quân nhân, những anh bộ đội. Đằng xa xa kia là những bác sĩ. Họ đang tích cực phòng chống Covid đó ông ơi. Mấy đứa nhỏ thấy thương quá. Nó còn trẻ mà nó có ý thức, nó sống vì mọi người, vì cộng đồng, quá thương. Đúng rồi. Thôi ta đi đây. Ê, gì vậy? Đó, ông đi đâu vậy? Ủa chứ ông nghĩ tôi đi đâu? Ông về trời. Đâu ra? Muốn về trời là phải hội đủ cả ba táo. À, đủ một nhà thì mới về chầu trời tấu trình với Ngọc Hoàng được. Còn giờ tôi đang bị thất lạc, người thân của mình không có về được. Bây giờ ông đi đâu? Tôi đi thẳng hướng này. Đó. Đi vậy? Tôi sẽ đi thẳng hướng này. Tôi sẽ trở thành một người tình nguyện viên giống như những bạn trẻ ở trong đó. Ta đi đây. Tạm biệt. Ý cái mặt bự quá. Dạ thưa Ngọc Hoàng, đầu đuôi cua tai nheo là như vậy đó. Cua tai nheo? Dạ là như vậy. Thổ địa đâu? Ra đây. Ra kìa. Núp hả? Ngươi thật là quá quá. Trời ơi. Ngươi ra đây. Dạ Ngọc Hoàng ơi, thật sự luôn á là thần đã gặp táo đỏ rất là lâu rồi. Nhưng mà hả, thần muốn Ngọc Hoàng trải nghiệm cuộc sống của bà con để thấy bà con khổ cực như thế nào. Chính vì vậy thần mới làm cái định vị sai. Thưa Ngọc Hoàng, thiệt ra ban đầu á, lúc mà nãy cái vụ mà đẩy cơm ra phát cho nhỏ cô Chiêu kia ăn á, đúng rồi, là lúc đó nhìn thấy mọi người rồi, nhận ra liền. Sao không dạy tới gặp nhau? Muốn để cho Ngọc Hoàng với hai ông ở đây nè thấy được cái tình hình thực tế dưới này ra sao. Táo đỏ đã dấn thân để mà phục vụ mọi người thì mình đã lỡ tới đây rồi. Dạ. Ta nghĩ rằng là mình cũng nên góp phần đó, cho nên là tất cả chúng ta sẽ trở thành tình nguyện viên. Rồi mọi người ơi, đến giờ rửa tay rồi. Rửa tay đi. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại bài một chút xíu nha. 2, 3, cháy lên. Sau đó là tay xoa đều bên phải, bên trái, bên phải, bên trái. Hai tay đưa lên, đưa lên mắt, mũi, miệng. Sau đó gật đầu, đẩy qua bên phải, xua qua bên trái. Sau đó chào Corona, chào Corona. Rồi, đó là sơ bộ được bài của mình ha. Bây giờ tất cả mọi người hãy cùng lặp lại với tôi khẩu hiệu nha. 2, 3. Chúng tôi không ra đường vì bạn. Bạn hãy ở nhà vì chúng tôi. Âm nhạc bắt đầu. Ngắn thôi nhưng đã cho chúng ta trải nghiệm và nhìn thấy được hết tất cả những nỗi khổ cực và khó khăn của người dân nơi đây. Nhưng cái việc tìm táo quân rất quan trọng. Đúng rồi, rất quan trọng. Sắp Tết tới nơi rồi. Đúng rồi. Dạ Ngọc Hoàng ơi, tha lỗi cho thổ địa. Tại vì thổ địa cũng công việc đăng đăng đê đê. Ngươi đừng nói với ta là livestream bán hàng. Dạ không, livestream bán hàng, giúp đỡ người dân thôi.
Tạm biệt mọi người, chúc mọi người thượng lộ bình an. Hồ chui. Trời ơi, ông chui, ông hồ chui, chui xuống hồ luôn. Cái lộ chút xíu ông chui được hay quá kìa. Đi nhanh lên. À, dạ đúng rồi, bây giờ mình phải đi thôi, đi tìm người thân. Cứ tìm đi. Đi đại đi. 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 Sắp tới rồi á, ta nghe như là cái hơi, cái mùi của chồng ta quanh quanh đây nè. Trời ơi, Thiên Hậu có lộn mùi chồng của người ta không? Sao mà lộn được, ngươi không nghe người ta nói hả? Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi đó. Nhưng mà Thiên Hậu ơi, hả? Đây là khu cách ly mà, làm sao Ngọc Hoàng có mặt ở đây được? Thì tủa ra đi. Có người để Thần đi hỏi cho. Có người rồi đi hỏi. Nó cứ kiếm chuyện. Anh nha. Cái gì vậy? Pha ké, bị cái gì vậy pha ké? Chết rồi, chết chị rồi. Cái gì mà chết? Trai đẹp chị ơi. Khùng. Ủa có gì đâu đẹp? Ủa? Sao lớp khẩu trang này ai cũng như ai, có gì đâu đẹp? Không. Nhưng mà sau cái lớp khẩu trang đó thì mới có một điều kinh khủng chị à. Thì đơn giản, để ta làm phép. Đau quá. Đáng lắm. Anh ơi cho em hỏi thăm với. Mình lại gần nói chuyện tí xíu anh. À, mình giữ khoảng cách 2 mét nha. À giữ khoảng cách 2 mét à? Có chuyện gì đó? À có chuyện chứ, nhưng mà đứng xa quá không nói chuyện được. Trời ơi đứng xa mà đẹp vậy, đứng gần nữa chắc chết quá. Anh lại nói chuyện tí xíu anh. À, chào anh. Em đứng đây từ lúc mới đẻ. Cái gì vậy? Không ngờ ngày hôm nay tình cờ lại gặp nhau. Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng. Mình yêu nhé được không? Không. Giữ khoảng cách. À! Gì nữa vậy? À, gì nữa vậy? Đau đầu quá. À, gặp anh em bỗng nặng đầu. Trên đầu là tóc, trong đầu là anh. Trời ơi. Anh ơi lại đây, tức quá mà phải làm phép thôi. Chơi ăn gian. Ôi chơi gì mà chơi ăn gian. Chơi như vậy chơi trên đầu người khác. Tôi có làm rồi. Nếu không có chuyện gì tôi xin phép vào trong nha. Anh ơi có nhiều chuyện để nói lắm. Anh ơi khoan. Anh đi. Anh ơi đừng mà nói. Anh ơi. Thiên Hậu. Cho tôi hỏi thăm tí xíu nha. Không cách ly chứ phải cấm ly trong đó nó mà tràn. Rồi. Anh cho tôi hỏi thăm. Anh có thấy người trong hình này ở đâu không? Anh chỉ giúp giùm tôi nha. Người này giống như một nghệ sĩ nổi tiếng lắm. Nhưng mà tôi chưa gặp bao giờ hết. À, anh chưa gặp bao giờ hả? Chưa gặp bao giờ. À, thôi cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh nhiều. Thôi chào cô nha. Chào anh. Ôi, cái gì mà giết một đôi vậy? Xong cho Thiên Hậu ơi. Đúng sao? Rồi. Sao như bảo mẫu vậy đó? Thiên Hậu. Đủ rồi. Này. Trời ơi, Thiên Hậu ơi. Gặp ảnh rồi. Bây giờ Thiên em không Hậu. Muốn làm gì hết. Em chỉ muốn làm vợ ảnh thôi. Đủ rồi. Nga tập sự đó không nên thân mà Nga cũng vậy nữa. Gặp trai cái là quấn quýu. Không có ý tứ gì hết. Bây giờ chúng ta đi tìm Ngọc Hoàng nè. Dạ. Trên trời á là thần thiếp bị bệnh rồi. Thần thiếp cần phải cách ly. Đi, Thiên Hậu ơi. Đi. Ê, cái gì vậy? Lôi đi hết. Đừng đi. Đừng mà. Thiên Hậu ơi. Các Khanh à. Dạ. Sao mà không khí ở đây ảm đạm quá vậy? Dạ. Ủa ở đây bán cái gì mà thấy đề cho thuê mặt bằng không vậy? Ngọc Hoàng ơi, dịch bệnh đã ảnh hưởng tới cái đời sống của người dân. Cho nên là rất là nhiều những cái cửa hàng, cửa hiệu này kia người ta phải trả mặt bằng. Nhân viên mình đủ mặt hết chưa vậy? Thiệt tình ngày hôm nay tụ họp tụi em ra đây, anh phải nói cái điều này. Thật sự là anh gồng hết nổi rồi tụi em à. Anh xin lỗi tụi em nhiều lắm. Chính thức ngày hôm nay tụi em nghỉ quán của anh. Rồi khi nào mọi chuyện ổn thỏa lại á thì lúc đó anh sẽ gọi điện thoại cho từng đứa quay về quán của anh làm việc. Lúc đó anh sẽ tăng lương. Anh hứa với tụi em vậy. Còn bây giờ thiệt tình thì
anh cũng mới về nhà cầm cố hết một số đồ quý giá ở nhà, cũng được chút đỉnh tiền. Nè, đem giữ đi, như tiền lọc nghe chưa. Đó. Rồi. Thôi bây giờ đường ai nấy đi. Hy vọng là chúng ta sẽ được gặp nhau một dịp gần nhất. Chào tụi em. Chào anh. Em chào anh ạ. Chủ quán ơi. Ấy ơi, chủ quán ơi. Hân Quang được phục vụ quý khách. Ôi trời, sao khách đông quá vậy? Mọi người đứng vậy, không phải đứng hả? Vậy mới ở đây xếp hàng. Xếp hàng à. Không phải, cái này phải quy tắc, tôi phải làm theo đúng. Phải đo nhiệt độ trước khi vào quán. Nếu mà mày bị nhiệt độ, dạ thông cảm. 16 độ. Hả? À? Sao lạnh 16 độ? Robot mới lạnh ông ơi. Robot mới lạnh 16 độ phải rồi. À, em xin lỗi tại em mới đuổi nhân viên, em rối quá. Trời ơi. À, đúng. Hợp lệ. Thông cảm nha anh. Khỏe mạnh nè. An toàn luôn. 100 độ thế. Thôi. Mất nhận thức. Coi lại coi. À, hợp lệ. Rồi, mời mọi người. Mời quý khách vô đây. Sao tự nhiên đo tới ông cái 100 độ C dữ vậy? Sao vậy? Thì tôi là táo mà, đương nhiên người tôi nó phải nóng 100 độ. Người ta là độ C, ổng là độ sôi. Ở trong bếp không mà. Bởi vậy. Mời mọi người. Để bán gì à, chủ quán? À, dạ có cái trong thực đơn á, cái gì cũng được hết. Thông cảm tại em vừa chủ quán là bây giờ em là nhân viên luôn, em vừa là lao công luôn, em lừa vừa là sai vặt, vừa giữ xe vừa là. Sao mà cho nhân viên nghỉ hết trơn vậy? Trời ơi, em khổ lắm anh ơi. Ê, không có một miếng cảm xúc nào luôn đó. Anh ơi, anh diễn giả trân à anh ơi. Cái khoảng thời gian qua á, anh nhìn đi mấy cái quán xá nè, không ai cầm cự nổi hết, lỗ lạ, phải trả mặt bằng lại cho người ta. Có nhiều người phải đi về quê nữa, phá sản. Rồi hả, người người thất nghiệp, nhà nhà nghèo khổ. Vợ chồng gặp mặt nhau là gây lộn vì không có tiền kinh tế mà. Rồi xong rồi chưa nói là mấy cái ngành du lịch như là hãng hàng không nè, xe cộ đồ, là bây giờ là nó khổ cực lắm á. Éo le lắm trời ơi. Cuộc đời em nó khổ lắm. Cảm ơn lần nữa nha. Bây giờ nè, đó vô trong coi còn cái món gì ngon ngon, mang hết ra đây cho tụi tôi ăn, ủng hộ được chưa? Trời ơi vậy hả? Dạ rồi. Dạ đợi em đem thực đơn rồi luôn nha. Trời ơi hay. Chuẩn bị được ăn rồi Ngọc Hoàng ơi. Đói quá. Gì vậy? Chúng ta hạnh phúc nhưng mà đôi lúc anh có vài suy nghĩ vẫn đang diễn ra trong đầu thôi thôi. Anh nghĩ gì thế anh nói đi. Em chỉ cần đám cưới như ý. Vậy anh đã chuẩn bị những gì? Em đang chờ đấy anh nói đi. Không, ý anh là hay mình hoãn đám cưới. Cái gì? Anh nói lại xem nào, em nghe không rõ. Thật đấy anh không đùa đâu, anh đã suy nghĩ vấn đề từ lâu. Gì khác cưới cũng đâu mau già, anh nghĩ là mình hiểu nhau mà. Em không tin, mới đó thôi anh đã thay lòng đổi dạ. Những thề ước anh nói trước đó phải chăng chỉ là dối trá? Anh thề gì? Anh thề sẽ vun đắp tương lai đôi ta. Em biết ngay tình cảm anh dành cho em giờ đã phai pha. Không, không anh xin thề, trước giờ anh vẫn chỉ sẽ em. Thương em bất kể ngày hay đêm, đến cơ hội cũng chả cần nắm. Em biết không, bởi vì anh chỉ cần nắm mỗi tay em. Em hãy bình tĩnh lại bảo bối, anh chỉ xin em đừng bối rối. Thôi, anh đừng nói dối, anh chỉ cần nắm mỗi tay tôi. Vậy có gì anh lại hoãn cưới? Tôi đã chuẩn bị nhiều bài mới, đã cho ta rất nhiều hy vọng. Ngôi nhà với những đứa trẻ, một không gian chẳng có khi nào buồn tẻ. Em à, anh biết đợi chờ không phải hạnh phúc, nhưng yêu thương không nhất thiết là phải gần nhau. Dù lúc anh không ở bên em, nỗi nhớ lại lớn lên từng phút. Dù anh không hề muốn, mình phải chịu thêm một lần đau. Anh thì đau cái gì? Anh đau sao bằng tôi đâu? Anh nói anh đau, vậy nói mau, bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Em à, nỗi đau này thực ra chỉ có một lý do. Em phải hiểu là anh nói ra cũng chẳng có gì hay ho. Anh chỉ mong em hãy vì anh chờ thời gian trôi qua.
Bởi vì anh không muốn em dính vào cô ta. Đó biết mà, vậy là phán đoán của tôi chắc chắn rồi nha. Lại là con giáp thứ 13, lần này đừng hòng tôi bỏ qua. Em đừng nói thế chứ, ta tạm thời xa nhau đi. Cô ta là virus và cô ta là COVID. Cô ta chỉ là một giống loài vô tri. Anh cũng chẳng hiểu nổi em ghen với COVID để làm chi. Anh chị uống cái gì? Cho bọn em. Anh chị uống cái gì? Cho bọn em không gian riêng với. Quán có bán không gian riêng nữa hả? Thôi đừng giận nữa. Đây anh còn cái này. Mở ra xem. Trời ơi, anh. Đây là cái voucher của bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ. Đây chính là nơi biến ước mơ của tất cả các cô gái trở thành hiện thực. Biết mà, anh biết mà. Trong quá trình mà mình hoãn cưới thì em sẽ đến bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ này á. Thế thì bây giờ mình tranh thủ mình đi làm đẹp đi. Đi. Anh chị uống đi cái nha. Gì? Đi nhá. Đi. Anh chị uống cái gì? anh chị uống cái gì? Về uống cái về. Gì nữa mà. Uống gì nữa ông ơi. Nó nhìn nhau nó no rồi. Mà công nhận nghe thời buổi rap lên ngôi, cãi lộn cũng được nghe rap thấy không? Cái cặp này dễ thương lắm, nó yêu nhau chân tình. Rồi xong rồi bị dịch nè, nó cưới nhau mà không có cưới được. Cái quảng xong hả? Quảng đám cưới lại. Vậy nếu tình hình này sao đám cưới không làm đám cưới anh like cho tiện. Trời ơi, không lẽ rồi ngay đêm tân hôn người ta cũng... Trời ơi, không lẽ cũng online, like không được. Cái chuyện mà cưới hỏi á thì dầu sao cũng còn có thể thư mình dời ra mé sao cũng tại vì Covid cũng được. Dạ còn lỡ như bây giờ thử đặt trường hợp mà cái chuyện ma chay đúng không, rồi bây giờ xảy ra cái vụ dịch bệnh này rồi sao, không lẽ dời nửa tháng hay một tháng sau mới động quan không được. Ê, rồi sao kịp đầu thai trời. Lỡ vậy thôi. Chủ quán ơi, có mở cửa không ta? Ê, có khách nữa kìa, có khách đó. Hên. Trời, có khách, có khách, trời ơi, này đông dễ sợ. Đây, dạ, dạ, vô quán em, còn có một mình quán em. Mừng quá hả, đi chạy dữ vậy, mừng quá hả. Bà, chủ nợ, hả? Chủ nợ mặt bằng này, em thiếu bà nợ bà. Ủa, bà vô bà rồi. Còn giờ... tôi đâu có dính gì đâu. Trời ơi, nhưng mà bà vô bà đánh khách luôn á. Bà đợi xíu đi. Bảo vệ không quá. Đứng yên, đợi xíu. Đứng yên, ngay đây, ngay đây. Bây giờ phải làm sao? Ê, phát. Trời ơi, giờ phút này kêu giải đầu nữa chứ. Trải đầu không hả? Tôi biết cái cách này làm tàng hình được. Tàng hình như thế nào? Tàng hình sao? Không sao đâu. Này, làm theo tôi. 2, 3. Tôi đòi hoài không trả. Chủ quán đâu ra đây cho ta? Tôi ngu gì tôi ra. Trời ơi, mấy đứa thấy chị hay không? Mỗi lần chị đòi nợ chị hát cái bài này khúc cuối là đòi cái chủ nợ ra liền. Trời ơi, lâu quá không gặp nhóm chết. Trời ơi trời, tự nhiên làm tôi hết thùng giật cái lượt ra làm mất phép tàng hình luôn à. Chị thông cảm biết sao không? Tại vì em không phải không trả cho chị mà tại mấy nay quán khách khứa ế quá, không có tiền thu vô làm sao mà trả cho chị. Ha, quán đâu vắng que má ơi. Ê, vậy là nó vẫn không có nhìn thấy tụi mình nha. Chứ dần dần hay có vậy tàng hình thiệt. Dạ, tàng hình thiệt. Mập, cao, mắt kiến, thấy hết. Nó chưa thấy tôi mấy ông ơi. Thấy rồi. Vậy mà kêu tàng hình. Tàn cái gì mà tàn? Thấy trên mạng nó chỉ như vậy là thôi ông ơi, cái chiêu đó xưa lắm rồi. Bây đặt cho tàn hình, không tàn hình tiền đâu ta. Em nói chị nghe nè, thiệt tình là em cũng phải là muốn cất nợ hay là quỵt nợ gì chị. Chị thấy tình hình đi, bây giờ chị thông cảm thư thả cho em khoảng tuần, hai tuần về nhà. Em gom góp những gì quý giá ở trong nhà em bán đổ bán tháo xong em trả nợ cho chị. Chứ em đâu muốn gì đâu chị. Trời, thương quá, là giờ không có tiền không? Dạ đúng rồi chị. Trời ơi, không có tiền mấy đứa ơi. Mấy đứa giật sách quán cho chị. Ê, trời ơi, đừng có vậy mà. Khoan. Ơi, hoàn cảnh em éo le lắm chị. Tội nghiệp đó mà chị. Đồ mồ côi đó chị. Anh biết. Tôi là ba của nó mà. Mồ côi sao có ba? Ba nuôi mà. Nuôi là nuôi vậy ta? Đã con. Ba ơi, con khổ quá ba. Trời đất ơi. Chị không hiểu đâu. Cha già ở đây nè, không có tiền đi cưu mang hết. Còn chuyện gia đình riêng của em nữa. Vợ em thì bệnh hoạn suốt ngày. Vợ cậu đâu? Vợ của em đang ở... Em mệt quá mình ơi. Trời ơi,
Em ho thời kỳ cuối rồi mình ơi. Con của mình mấy bữa nay không có gì ăn hết mình ơi. Em ơi ráng ráng đi em, ráng vượt qua cơn hoạn nạn này. Con ơi, leo xuống đi, mẹ thấp khớp. Bà ơi, bé này. Con đói quá bà ơi. Đói hả? Mày to cỡ đó mà còn đói nữa. Nó đói, nó hơi già nên nó đói. Con tôi nó bị phù đó. Chứ nó còn nhỏ xíu à. Năm nay nó vừa tròn 3 tuổi rưỡi. Trời. Con ơi, con ơi, ráng qua cái cơn đại nạn rồi đi con, rồi ba sẽ lo cho con. Mặc dù ba biết là bây giờ con không có tiền ăn, không có tiền mặc, rồi tiền đi học con còn bị thiếu nữa chứ. Mình ơi, con mình thiếu nhiều lắm. Thiếu bao nhiêu tiền học rồi mình? Thiếu 1.650.000 em ạ. Tiền nợ của tôi chưa trả mà cho con đi học 1.650.000. Nó học trường International Supersoy Soccer Deluxe. Trời ơi. Còn chú em đây là bác. Ba hàng xóm chịu không nổi. Nhưng mà chị phải biết, chị mà ép quá thì cả gia đình tôi. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba cây nến lung linh. Ha 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 ha. Trốn hết một gia đình. Gia đình khoan. Tôi suy nghĩ lại rồi. Bây giờ trốn là chết tôi luôn á. Đó, em phải trốn thôi. Chú ba, tôi hỏi ý kiến cái. Trốn rồi chú ba nói giúp giùm chú. Bây giờ mà không trả là gia đình này trốn đúng không? Đúng. Chính xác. Vậy thôi bây giờ tôi tính vậy chú ba thấy được không? Bây giờ tôi giảm 1/3 tiền cho thuê mặt bằng được chưa? Giảm nhiều vậy? Giảm nhiều hả? Sao mà ít quá vậy? Ít quá hả? Trời ơi, khổ quá mà. Thôi giảm 1/2 đi. Chịu. Dạ, được rồi chị. Chịu. Vậy thì phải hứa với tôi là qua tuần là phải trả tiền cho tôi. Dạ, chị. Không thôi là tôi giật sập quán rồi tội nữa. Dạ, chị cho em thời gian vậy là mừng, còn giảm cho em nữa. Em cảm ơn chị thiệt hết lòng luôn. Tình hình mà khó khăn như vậy mà chị giúp đỡ em vậy, em mang ơn chị không hết. Rồi. Em hứa tuần sau em sẽ có tiền trả cho chị liền. Cảm ơn chị nhiều lắm. Đáng lẽ không giảm, thấy gia đình thấy thương quá năng lắm. Gia đình. Vậy nhớ nha, thôi tôi cảm ơn. Ráng tuần sau trả cho tôi. Tôi nhắc cậu một câu, chủ nợ có thể biến thành con nợ bất cứ lúc nào. Hay quá câu chị, hay quá chị. Biết ơi chưa? Rất hay luôn chị. Thôi tôi đi nha, chào cả gia đình. Dạ. Con hiểu chị mà. Tuần sau trả nợ à? Dạ, cảm ơn chị. Đi về mấy đứa cho người ta làm ăn. Trời ơi, cảm ơn. Xong rồi. Cảm ơn mọi người nhiều. Giúp ông một bàn thua trông thấy đó nha. Coi như là bữa nay tôi đãi, tôi bao cả mọi người. Nên là tôi tử tế, bởi vậy gặp mấy người đàng hoàng không. Cảm ơn mọi người nhiều lắm nha. Thôi ráng nha, ráng làm ăn nha. Anh Chùa ơi, đồ em đặt cỏ chưa? Rồi. Em đặt à. Rồi, tôi vô lấy liền. Dạ, được rồi em. Ê, câu cái gì vậy? Ê, bộ đây sông biển hay sao mà thò cái cần ra câu. Nè. Ủa, đây đâu có cá đâu câu. Có. Cá hồ. Thì sao câu cá heo đi. Ông nói tôi à. Quý khách thông cảm, bé nó An toàn. Đây, làm việc mà anh ơi, giao hàng an toàn đó. Vậy đó. Xong rồi, em đi nghe. Tiền em chuyển qua tài khoản anh rồi đã. Rồi, cảm ơn em. Ủa anh, ở đây có thấy ai khó khăn á? Anh chị người ta ra đầu đường của mình á. Sao? Nhận quà. Quà gì á? Gạo ở cái ATM á. Gặp ai khó khăn thì cứ giới thiệu vậy nha. Rồi, mọi người để tôi vô lấy đồ ăn đồ uống nha. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Ê, khoan, chờ tôi xíu, Gì vậy? Sao cái vụ này nó quen quá ta? Quen gì? Nghe cái mùi quen thuộc đâu đây nè. Gạo chưa có đem đi nấu, nghe mùi gì? Không phải, cái vụ ATM gạo này nè, nó giống như cái vụ mà cái nồi cơm thạch xanh đó, hiểu không? Không hiểu lắm. Trời ơi không, tôi tức quá. Tôi nghi là tôi sẽ tìm được người thân của mình ở cái chỗ này. Nhanh lên. Bây giờ mọi người ơi, bây giờ mình cứ ra ngoài cái chỗ cái ATM gạo đi cái đã. Ha, rồi từ tôi giải thích cho mọi người sao. Mình ra coi người dân mình lấy gạo sao đi Ngọc Hoàng. Đi thôi. Lên đi. Đi theo nó. Cái gì kìa, vậy? Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. Ông dù viên quá ông ơi. Đúng vậy, ông thấy cái gì sao? Kìa. Kìa.
ta lại đón sao? Thôi, ông còn tu duyên hơn nữa. Kia, Ngọc Hoàng đâu rồi? Ngọc Hoàng á, nghỉ ngơi ngoài kia kìa. Đâu phải có chuyện gì mới có Ngọc Hoàng mới giải quyết được đâu. À, Ngọc Hoàng buồn nhiều chuyện trần gian quá, cho nên ngồi suy nghĩ tĩnh tâm rồi. Cái ông làm cái gì vậy? Tránh ra đi. Tôi nói kia là kia nè. Cái gì nè? Bồn nước hả? Cái gì mà bồn nước? Không biết đọc chữ hả? ATM gạo nè, thấy chưa? À, ai mua chỗ đứng không? Cái gì hả? Ai mua chỗ đứng không? Cái gì vậy? 29 cha một chỗ đứng. Là một chỗ đứng. Ê cái gì vậy? 29 cha. Bán dép hả? Không, anh ơi, bán chỗ đứng anh mua không? Bán chỗ đứng là cái gì? Trời đất ơi. Thì là bây giờ ai muốn lãnh gạo thì phải vô xếp hàng có chỗ đứng cách 2 mét. Thì bây giờ xếp hàng chứ mắc gì bán. Ủa ông mắc cười không này à? Miễn phí mà bán gì chứ. Không, cái chỗ này là có người xếp hàng rồi. Ai xếp hàng đâu? Người ta đặt cọc tôi rồi. Tôi đứng thế giùm, muốn lấy được gạo trong cái cây ATM thì bước lại lấy thôi. Không, ai cũng lấy vậy hết, ở đâu ra cho đủ. Thì đúng rồi, đương nhiên phải đứng xếp hàng từ từ. À. Mà tôi nói nha, cái này là nói trước, nói thiệt, có người xếp hàng mà ta nói lúc đó còn thanh xuân á, để lên tới đây lấy được gạo là già luôn rồi. Ghê vậy. 29 ca, đứng thì đứng, không đứng thì đứng. Khỏi đứng đứng mày. Mày bớt lại nghe, tao để ý mày hợp dài rồi. Má hả? Mày nghĩ sao? Dạ mấy chú, tôi nói sao, mấy sao, chú sao, nghe sao, nè sao? Mày nghĩ sao vậy? Cái 2kg gạo người ta bán là 30.000 2kg. Mày ra đây mày ăn lời cắt cổ. Mày nghĩ sao hả? Mày lấy con cái chỗ đứng mày lấy 29.000. Trời vậy miễn phí chỗ nào trời? Nè 2kg gạo giá của nó là 30.000. Tôi đứng giùm tôi lấy có 29.000, người ta lời 1.000 rồi. Mà tưởng tôi đứng không hả? Nắng rồi nè. Có mấy bữa tôi đứng mà nó xệ nội tạng. Nó dồn hết cả đống xuống đây nè. Mày bớt đi, mày đừng có xạo nữa. Nội tạng nó xệ xuống đó. Bây giờ mày nói gì, đứng thì đứng, không đứng thì đứng hả? Tao mời mày lên phường đứng nha. Tao quét bảo vệ ở ngoài rồi. Kêu bảo vệ đi. 500 anh em bảo vệ đứng ở ngoài chờ mày, nó vô đây nó ăn lời cắt cổ nè. Mấy anh bảo vệ ở đây nè. Đó, mày đứng đi, 29 ngàn. Mày ơi, chạy xì khói luôn. Trời ơi mày, 29 ngàn. Tao lời 4 đôi giang. Trời nghe vậy thôi, bây giờ bà lấy gạo đi. Trời ơi, hôm nay ngoài lấy đủ gạo rồi. Ủa vậy hả ngoại? Lấy có 2kg sao ăn đủ? Không có đâu, nhìn vậy thôi chứ hôm nay lấy cả chục ký rồi đó. Thôi sao được, tao cho người có 2kg sao lấy được chục. Mà mỗi người vô lấy được có 1 lần chứ mấy. Không tin phải không? Nè, giờ vậy là lấy được 2kg nè. À, lấy được 2kg thôi. Giờ tí xíu nha. Nè, 1 phút 30 giây. Ủa làm gì vậy? Ê trời, bà ơi, Trời ơi. Nè, xin bà tự trọng, Bà đứng đó, bà cứ hỏi ta nha. Không có, mấy cậu yên tâm đó. Đồ ngoại, ngoại không có gì ngoài nhiều đồ hết. Đó. Bây giờ nha, 1 bộ đúng không nè, đã. Ồ. Đó. Trời ơi. 2 bộ đúng không? Vẫn còn nhận ra đúng không? Chưa hết nè, coi ngoại nè, làm cú chót nè. Trời ơi, bà này còn già hơn bà hồi nãy nữa nghe. Chưa hết, sợ nhận ra cái giọng đúng không? Ừ. Dạ cô ơi, tôi ở ngoài Huệ mời phố, cô cho tôi xin 2kg gạo. Trời ơi, tôi nói với ông nghe, cô mình biết hình mình còn xoay một vòng, bả biến tại chỗ luôn. Tất cả là nhờ vào cái giỏ này. Mày đứng lại chưa? Trời ơi, sao mày không lấy gạo của tao mà mày lấy cái giỏ hành nghề của tao? Dễ bắt được tôi liêu liêu. À gái đẹp. Ê, lên đây. Quýnh tao hả? Trời ơi. Trời ơi, bà có sao không? Trời ơi, có mất gì không? Ngoài cảm ơn nghe, cảm ơn cô nghe. Nói bà nghe nè, bớt đi gạt người ta lại. Bà làm vậy làm chi? Thêm 1-2kg gạo đâu có được nhiêu tiền đâu mà tội nghiệp mấy người khác. Thôi tôi biết rồi. Mốt qua xếp hàng lấy đúng 2kg gạo thôi. Nhớ nghe. Tao hò mơ.
Trời ơi, ta gặp được bà rồi, mừng quá. Ôi, mừng quá. Mừng quá. Trời ơi. Ôi, thật sự. Đi đâu suốt thời gian qua để tôi lặn lội tôi đi tìm. Nhớ quá trời nhớ rồi. Không thể nào mà không thể được. Thôi đi. Tắt ra. Đừng kia quyên rẻ tôi mà. Đi. Mình ơi. Thôi. Trời đất ơi, đứng lên. Đứng dậy đi vũ mà. Hai tao. Ủa? Có cái gì đâu. Ủa, anh Hoàng anh đi đâu đây? Đi kiếm người đó. Ủa? Nghe tao hỏi nè. Cái ATM gạo này của ngươi sao? Cái ATM gạo này à? Dạ. Đúng như vậy ạ. Ê, nói nghe, nguyên một cái chuỗi hành động vừa rồi là phục vụ cho ba cái chữ đúng như vậy hả? Dạ, cha 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 cha. Dạ, y như vậy ạ. Trời ơi, hai vợ chồng này làm gì giống như sơn đông mại võ quá vậy? Thường ra đang làm nhiệm vụ mà. Nhớ chứ, để về nhà đi. Bị lạc á, bị lạc. Thôi kỳ lắm. Táo Hồng. Dạ. Báo cáo chính xác cho ta nghe. Dạ. Thôi. Mà nói bình thường được rồi. Dạ. Thiệt ra cây ATM gạo này được chế ra từ trí thông minh, sự sáng tạo và lòng nhân đạo của con người, nhằm giúp cho bà con bá tánh vượt qua kiếp nạn, vượt qua những ngày khốn khó do dịch. Hay quá, đúng là vợ con ta người. Con khác. Con người thật là có tâm và có tầm nha. Lá lành đùm lá rách nên thần quyết định ở lại đây để coi, chăm sóc cho mọi người, chăm sóc cái ATM này. Hay quá, đúng là vợ của ta. Người dân người ta tới lấy gạo thì mình đem hết cho người ta lấy đi. Ta lấy. Ta cũng muốn đóng góp nữa các tao à. Dạ. Như vậy thì tốt quá. Chúng thần cũng muốn đóng góp nữa. Còn gì bạn? Ý, lại hai vợ chồng mình hướng dẫn cho Ngọc Hoàng. Dạ, 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 dạ. Dễ lắm, dễ lắm. Trời ơi. Tới nơi rồi. Về tới đầu làng, con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng rồi. Qua nhiệm cậu tre, cậu tre, cậu tre. Tôi thấy xuống cái trần gian ăn hiếp tôi không nha. Thiên hậu. Vậy? Nè, thiệt rồi. Cái gì? Đừng quá đáng nha. Quá đáng gì? Mâu thuẫn là tôi với Pha Ke chứ phải tôi với ông nha. Tự nhiên ông cho sấm chết nổ đùng đùng vậy. Thì bà làm phép chị Hằng Nga Pha Ke chứ tôi có làm gì đâu. Ủa? Nếu mà hai người không làm không lẽ cho ông trời à? Đứng lên rồi kìa. Đứng lên rồi. Ai? Cái gì vậy? Thiên hậu. Vậy Thiên hậu. 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 Thiên hậu ơi, Thiên hậu ơi, bây giờ bây giờ làm sao Thiên hậu? Giờ bây giờ Thiên hậu làm phép gì đi? Không được, ta chỉ có thể dùng sức giúp người thôi, chứ không thể cải thiên ý được. Trời ơi, bây giờ sao? Bây giờ chết rồi. Đau quá. Trời ơi. Trời ơi, hết chuyện về thời tiết bình thường không chịu đẻ, bây giờ tự nhiên trời bão vậy đẻ. Trời ơi. Mày ráng mày díu díu lại được không? Chồng em đâu rồi? Chồng mày rồi tao biết nó đâu đâu, bây giờ nhà còn có mình tao và hai đứa con mày nữa. Mày gán đi đâu biết đâu, gần đây có bà mụ nè. Tao chèo tới đó rồi nhờ người ta. Dạ bà mụ ngày hôm qua bị cuốn trôi lên ai ơi. Trời ơi bây giờ biết sao thì chạy vòng vòng á. Cứu người đi. Ai đỡ đẻ không? Thiên hậu ai đỡ đẻ không? Thiên hậu. Thiên hậu. Con ơi, ôm cậu lại, cứu đi, kéo lên, ai đây, ôi đây, ơi. Đây, đây, đây là người, nắm gì, nắm gì vô, kéo, ôm nó đây nè, lên, lên đi con, lên. Lên đây. Sao con? Thở được không? Chị thở được không? Rồi, vậy đủ rồi. Cô chú ơi, cô mẹ con nhớ. Mẹ con hả? Mẹ con đâu?
hiểm lắm anh ơi. Em ơi, thôi mà anh ơi, đâu ra nguy hiểm lắm. Ai nó có bầu ra. Em ơi, nguy hiểm lắm đâu. Em ơi, đừng mà anh ơi, nguy hiểm lắm mà anh. Em ơi, em ơi, mà anh. Em ở đâu rồi? Anh ơi, em ơi, em ở đâu? Em ở đâu rồi? Trời ơi, tôi nó có khoảng hai người đó. Mẹ ơi, Thiên Hậu, Thiên Hậu cứu đi, Thiên Hậu, Thiên Hậu cần xin Thiên Hậu mà cứu người đi, Thiên Hậu đó, cứu nó đây. Anh ơi, tao xin lỗi, tao xin lỗi anh, tao xin lỗi các con. Mưa bão khốc liệt như thế này, tiên Phật gì cũng không có thể nào mà cứu được hết. Mẹ ơi, rồi rồi, cứu đi, cứu đi. Hay quá, còn lành. Hô hấp nhân tạo, hô hấp nhân tạo. Một mạng hai bạn. Còn sống. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn anh trai nhiều lắm. Anh hai ơi. À, này, anh này, anh này. Anh này, anh này. Đây, đây, con. Hai đứa nhỏ còn đủ, hai đứa nhỏ còn đủ. Không sao, không sao. Ủa, gia đình hả? Út, con Út, con Út em tôi. Hai hai đứa con nó. Trời ơi. Trời ơi, tôi đang bơi, tôi cứu hộ. Tôi thấy bà lặn ngụp, tôi nhảy xuống tôi cũng lặn ngụp chứ bà. Cảm ơn anh. Này không sao rồi. Hay quá, hay mừng quá. Cứu được rồi, cứu được cho tôi ôm anh cái. Anh can đảm quá. Cảm ơn, cảm ơn. Nghẹt thở. Trời. Ông là gì vậy? Trời. Cái gì mà mọi người không? Cái gì nữa vậy? Cái gì mà cứ la trời hoài vậy? Dạ chào Thiên Hậu. Tao sợ. Trời ơi, ông ở đâu đây vậy? Ông ở đây vậy? Ông đi cả gia đình ông đi kiếm ông không? Ông làm cái gì ở đây? Dạ Thiên Hậu biết không? Thần thấy dân chúng ở đây ta lầm than, bị lũ lụt, thần ra tay cứu giúp. Thần trụ lại đây. Đi tụi con, tụi con đi theo cậu. Đi theo ổng đi. Sao ông đi? Không, thần phải ở lại đây giúp nhiều người lắm Thiên Hậu ơi. À vậy thôi, chút nữa ta gặp nhau ở bệnh viện đi. Còn bây giờ thôi, mình ở lại đây đi, mình phụ giúp Táo Xanh để cứu giúp mọi người. Dạ đúng rồi đó. Dạ cảm ơn Thiên Hậu. Vậy giờ mình đi đi. Thiên Hậu, leo lên đi Thiên Hậu. Cẩn thận nha, cẩn thận nha. Cẩn thận mọi người, cẩn thận. Hai người kia nhanh nhẹn giùm em à. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì mọi người biết không? Để phát cơm, để phát cơm. Sao phát cơm mà làm gì quay người ta dữ vậy? Thì đó. Đói quá. Wow, đói. Đứa bé này nhìn chắc là đói khổ lắm. Cho con bịch bánh nè, con ăn đi. Khoan, từ từ. Con ăn đi.
làm gì vậy? Dạ ông cảm ơn chú. Chú ơi, chú nhìn kỹ đi chú, đường hẻm nhiều lắm chú. Dạ con có thể sanh ra chú hả chú? À, gì không? Ủa sao kỳ vậy? Sao mặc gì mà già háp vậy? Thì lo live stream không hà, không có lo nhìn kỹ người ta. Trời ơi, cài áp không mặc vô đây lắng o, mặc nhìn hoài hú hồn vậy. Mọi người dạt qua một bên giùm đi ạ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nằm xuống luôn, nằm xuống làm luôn. Ơn. Làm ơn đi, cho tôi. Vô zoom nè, zoom cận nè. Nước mắt rớt. Ôi anh ơi, trời ơi. Cái gì vậy? Người ta bệnh, người ta đói mà. Anh ơi, người ta bệnh rồi. Người ta đâu có cần, đâu có cần nắng xương, nắng khớp đâu, làm cái gì vậy trời? Thôi đừng đỡ, đừng đỡ. 12.000 view mới ăn cơm à. Đúng rồi, 9.000 à. Mọi người ơi, lên 2.000 nữa một hộp cơm à. Lên 2.000. Rồi đói quá. Đói quá. Thải vô, thải vô. Nè, đủ view chưa, đủ chưa? Đủ view rồi, đủ rồi. Đủ rồi, đủ, ăn đi chú, ăn đi. Đúng rồi, 15.000 view. Hay quá chú ơi. Wow, hay quá trời đất. Cái ông này nè. Đây. Cái ông này vậy, hồi nãy giờ ông bắt cái ông này đúng làm đủ trò hết trơn để cho mọi người thả tim nè, mọi người câu view, câu like, mọi người vô coi nè. Nhưng mà cái chú này vậy là tốt rồi, chú này chú giúp đỡ tôi vậy là tôi no bụng được chú rồi. Chú phải đứng thôi, lên đấu tranh lên thôi, đúng thôi, rồi được chú rồi. Không được rồi, tôi no bụng rồi, tôi kêu được con rồi. Tôi ra cháu tôi ra còn trong xóm còn nhiều lắm, tôi kêu nó ra. Chỗ hai, con đói bụng quá, mày ba mày bốn nhà anh la con chưa ăn gì cả. Cái này là đối cổ dữ lắm, gò má hóc lên nè, nghe răng là con nghe răng. Thấy không quý vị, ngay cái kẻ răng không có miếng thịt nào hết. Nói là coi be sườn con nè. Trời ơi, quá trời be sườn quý vị ơi, không có một miếng thịt nào hết, ghê dạ. Thiệt. Con đói lắm, cho con xin miếng. Mày xí xí em cho tôi hỏi, bạn này có bà con dòng họ gì với ông nãy không sao có, giống vậy? Có, đó là con tôi á. Ủa hả? Con ơi, sao mày ra mày quên đem chai dầu theo vậy? Dạ à, sức dầu mới khóc được con. Khóc đi. Tao sức thiệt không đó. Khóc. Trời ơi. Khóc đi con. Mày khóc. Khóc đi nè, con. Trả tóc giả lại cho nè. Đó. Trời ơi. Hồi nãy là ông già. Hồi nãy là ông già. Bây giờ là con nít. À, dễ sợ. À, vậy là mấy người này luôn. Bắt nó lại. Ê nè. Nãy giờ tôi diễn đủ vai. Cha già kia nãy giờ chay dầu cay mắt chết luôn nha. Bây giờ tắt cái livestream rồi nè. Ê, hai bánh bèo này muốn gì? Cái gì nè, hả? Ê, chỗ người ta làm gì kệ người ta. Nãy giờ người ta cũng phát cơm đàng hoàng mà 4-5 người ra người ta lấy thiệt đó. Tôi chỉ làm cho khổ thêm để câu view thôi mà làm dữ vậy. Ừ. Sao? Gì? Lộ mặt ra rồi đúng không? Đúng rồi. Lợi dụng cái chuyện từ thiện ha, để quyên tiền người ta ha. Để người ta gửi tiền vô cái tài khoản của tụi bay ha. À, nãy là em chết tôi vẫn còn cay cái vụ nãy nha, vẫn còn cay bây giờ luôn nè. Trời ơi, rồi bây giờ tụi bay sao? Muốn vậy sao? Ngon không? Ê, ê, nè. Mày giỡn mặt. Giỡn mặt hả? Nực cười. Châu chấu đá xe. Tưởng rằng châu đổ, ai dè xe nghiêng. Bây giờ sao? Kính thưa quý vị các bạn, buổi đánh gôn sau lũ xin phép được bắt đầu. Tao thích nhất là cái cú này nè. Nè, nhào vô. Chết. Trời ơi. Được chưa? Sợ chưa? Thiên hậu, Thiên hậu ơi, tha cho nói đi Thiên hậu ơi. Ủa, sao ngươi biết đây là Thiên hậu? Làm sao mà không biết, thần là thổ địa nè. Dạ, thần là thổ địa. Thần là nó gian ác lắm, chuyên dàn cảnh mà câu view. Cho nên thần đã quá thân thành bạn của nó để giặt mặt nó đó. Thiên hậu ơi, Thiên hậu cứ làm vậy hoài nó chết đó. Thiên hậu ơi, cứu nó đi Thiên hậu. À, cứu tôi với. Dạ đúng rồi. Đừng mà, sao tự nhiên tôi đập đầu tôi hoài vậy? Đừng Thiên mà. Hậu được. Tôi hỏi lỗi rồi mà. Người đã biết lỗi của người chưa? Biết lỗi rồi. Thần thánh phương nào dạ biết lỗi. Nếu mà biết ăn năn hối lỗi thì người sẽ lấy tất cả những cái số tiền mà người đã ăn chặn của những người mà người ta đóng góp phát lại cho tất cả người dân.
Dạ, dạ. Chừng nào mà làm hết được những cái việc thiện đó, nếu không thì hậu quả là xin sẽ nhận như y như vậy luôn. Dạ, trả liền, trả hết liền. Trời ơi, gặp ma rồi. Trời ơi, thì ra là thổ địa. Mừng chứ ai. Thôi, bây giờ tất cả chúng ta đến bệnh viện để cùng nhau hội ngộ với Thiên Lôi đi. Dạ. Chắc Khanh à, sao ta thấy giống như là mỗi một chỗ mình đi qua đều có bóng dáng của Thiên Hậu vậy? Mấy anh ơi. Gì ạ? Cho tôi hỏi, phải chiếc xe ngoài kia là phải của mấy anh không? Dạ à, phải chú. Dạ, xe của tôi á, của tôi á. Mấy anh cho chở giùm tôi tới bệnh viện được không? Vợ tôi đang nguy kịch, vợ tôi đang... Khoan. Sao, ông nói sao? Dạ. Gả ông tới bệnh viện làm gì? Dạ. Khám bệnh hả? Dạ không, dạ vợ tôi á, vợ tôi sắp sanh. Sắp sanh mà nói nguy kịch, sắp sanh là cái chuyện mừng. Dạ, vui. Dạ, dạ biết rồi, nhưng mà chuyện mừng chuyện vui, nhưng mà bây giờ không có tôi ở đó, chỉ có một mình vợ tôi, nó nguy hiểm lắm. Với lại trời này mưa gió. Lát tụi tôi đi hướng này ngược đường rồi. Muốn giúp lắm mà ngược đường. Tại sao mấy anh không đi hướng kia? Trời đất ơi, không có nhu cầu. Đâu có đẻ. Vợ tôi đẻ mà. Trời ơi, thì đâu có liên quan gì tụi tôi. Dạ, nhưng mà bây giờ tôi nhờ mấy anh chở giùm tôi ra bệnh viện đi rồi. Dạ. Hay là giờ vậy đi. À, tụi tôi cho anh số tiền nha. Cho tiền anh rồi anh kiếm xe khác đi được không? Dạ dạ cảm ơn anh. Dạ tôi không cần nhận tiền của mấy anh đâu. Tôi chỉ cần nhờ mấy anh có xe chở giùm tôi đi bệnh viện thôi. Tại vì thật sự là tôi bây giờ tôi có lấy tiền tôi cũng không có làm gì được. Bây giờ không có cái phương tiện, không có một chiếc xe nào hết. Tôi lội bộ mấy chục cây số ra được tới đây. Cái gì? Rồi đi ra. Khoan, là anh đi nãy giờ mấy chục cây số hả? Dạ tôi đi từ sáng tới giờ. Tôi không tin là đi dạ. Sao mà mấy chục cây số được đi bộ mấy chục dạ cây số. Dạ tại vì đó anh nhìn thấy đi, bây giờ con đường gì vậy, nhà cửa đổ nát như vậy, làm sao mà có chiếc xe nào vô đây. Cũng may là có được mấy chiếc xe của mấy anh. Nếu mà anh không tin thì mấy anh cứ đi, con đường không có đi được. Nhưng mà giờ nè, tại vì á tụi tôi không có đi cùng hướng với cái chỗ bệnh viện vợ anh, cho nên là bây giờ tụi tôi muốn cho anh một số tiền, rồi anh đi anh coi có cái xe nào thì anh bắt xe anh đi cho kịp. Dạ, chứ không là lỡ vợ hết đó. Dạ thôi được rồi, dạ tôi cảm ơn. Không. Ủa? Có xe nào. Đây. Trời ơi, đất cát tùm lum hết trơn rồi nè. Y đúng rồi, cái chân ông yếu lắm. Cái chân ông rung lay bẩy rồi kìa. Rồi bây giờ tao quyết định. Dạ quyết định sao anh Hoàng? Mình sẽ quay đầu xe. Phải bệnh viện này không? Tới rồi. Dạ đúng lộn rồi. Lộn nữa là bạch ra. Đúng rồi. Dạ cảm ơn dạ, mọi người. Anh ơi. Gì đâu, người trần gian có câu làm ơn há dễ trong người trả ơn. Ủa anh nói người trần gian là sao? À, cái câu thơ trong Lục Dương Tiên đó mà. Anh ơi chúc cho vợ của anh là mẹ tròn con vuông nha. Ừ. Dạ cảm ơn chị, cảm ơn mọi người. Đi vô nhanh đi. Ý quên, mình vô bệnh viện mình không đeo khẩu trang gì hết. Trời ơi, nhưng mà bởi vì mình đã làm phép cho tụi mình và tất cả những cái người trong bệnh viện là cái khẩu trang nó trở nên trong suốt để mình còn nhận ra, để mình còn tìm thấy nhau chứ. Mời anh ngồi. Ông anh. Dạ. Ông làm giả tiệm gì vậy? Dạ tôi đi lên dạy vợ tôi đẻ. À, muốn đi thang máy hả? Dạ, mất cô thang máy. Thì bấm cái nút thang máy mở ra rồi nhào vô thôi. Đây hả? Bấm đi, đó, bấm đi. Anh bấm giùm tôi. Tôi bấm không tới. Trời, tội nghiệp ghê, thương tâm lắm. Dạ. Tôi đã lùng mà. Ông và ông lên chức đó. Ông lại vô địch. Đó. Vậy thôi đó. Ôi vậy. Dạ 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 cảm ơn. Dạ vô đi vô đi. Trời tội nghiệp. Ủa. Bừng mắt có người lùn hơn tôi trời ơi. Trời đất ơi. Đâu sao. Chào quá, chào Ngọc Hoàng kìa. Dạ. Chào Ngọc Hoàng. Dạ tại em thấy gia đình em mừng quá. Em lâu tưởng... quá không gặp nhà ngươi nữa. Sao đó? Hơi yếu à? Vậy? Hơi yếu. Đi có một chút xíu yếu quá vậy. Nhìn các ngươi hai lần rồi đó. Lần nào cũng làm ta xốn xanh tim nhớ bà xã.
Ngọc Hoàng. Này nghe, Thiên Hậu đâu? Ngọc Hoàng. Thiên Hậu đâu? Cái gì mà khóc lóc? Em đào tẩu. Thiên Hậu đâu? Thiên Hậu đâu? Thiên Hậu đẻ chồng rồi. Cái gì? Mới đẻ, mới đẻ vui lắm. À, phải. Bé mới đẻ. Kìa vậy? Bé người ta mới đẻ đi Thiên Hậu. Thiên Hậu. Ta miễn lễ, ta miễn lễ. Ngọc Hoàng. Thiên Hậu. Vất vả cho hậu quá. Tiếp không có sao. Nè, dễ thương không? Ngọc Hoàng thấy dễ thương không? Hả? Con ai vậy? Dạ, dạ đây. Dạ, 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 dạ tôi nè. Ẩm bé, ẩm bé. Dạ, cảm ơn con, cảm ơn chú. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Dạ. À, hồi nãy là mấy người này cho chồng có gian xe đi ra đây dạ, như vậy đó. Dạ, cảm, dạ, cảm ơn cô chú nhiều lắm. Dạ. À, cô ơi. À. Sẵn đây cô đặt tên cho con tôi luôn đi. Dạ, dạ đúng tên rồi hả? Dạ. Tên gì giờ ta? Thôi không ấy, đặt tên là Thiên Lôi đi. Mấy tên pha kè đi. Thôi kè, tên kè dễ thương hả? Thôi ta đặt cho bé tên là Thiên Ân có được không? Thiên Ân. Thiên Ân. Thiên Ân. À, Thiên là trời, Ân là ân nhân. À, ông trời, vợ chồng mình là ân nhân của ông trời với bà trời á. Không. Ông trời, bà trời là ân nhân của vợ chồng mình á. Dạ, dạ, cảm ơn ông trời. Tạ ơn trời Phật. Dạ, cảm ơn, tạ ơn trời Phật. Không sao đâu. À, thôi anh đưa chị với lại mấy bé vô trong nghỉ ngơi, chị cũng mới sanh xong, cũng còn mệt lắm đó. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ, cảm ơn cô chú, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Dạ, vô đi chị, ở đây gió lớn lắm. Ngọc Hoàng, thấy tình cảnh của họ đáng thương không? Quá đáng thương. Hay là Tiếp nghĩ rằng Ngọc Hoàng nên làm một cái điều gì đó để mà giúp cho gia đình họ cũng như là những người khó khăn ở đây đi. Các Khanh à. Dạ, 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 dạ. Ta vừa nghĩ ra một chuyện này. Sao ta dạ? Ta cũng muốn tham khảo ý kiến của các Khanh ra sao. Dạ. Hay là mình tổ chức một đêm ca nhạc gây quỹ từ thiện. Được đó. Gia đình em xin đăng ký một tiết mục. Dạ, dạ. Có sẵn một tiết mục luôn. Tập giờ từ năm ngoái tới năm nay chưa bao giờ biểu diễn ở đâu hết. Ngồi coi, đâu, ngồi trải coi. Chương trình đi, trải chương trình đi. Rồi, chuẩn bị ha. 2, 3. Và thế là Tết đã đến, dù bạn biển tiếng pháo Tết. Nhìn mày vàng chiều nay chiều qua thêm. Bà con rộn ra đón Tết, trẻ con rộn ra áo Tết. Cầu mong một năm mới hay. Hay. Ngoài ông táo xanh là hey, vui ghê. Nó nghe sao mấy cái động tác này tôi thấy không có hợp với mấy cái mặt này. Nghe được chưa? Mà tụi tôi diễn thì tụi tôi quá trang trẻ con được mà. À vậy hả? Nếu mà nói về hát thì không ai bằng pha ke cả. Pha ke lên đi em. Ô vui quá xa là vui. Nhà trai bên gái ai nấy cũng cười thật tươi. Dạ xin phép Ngọc Hoàng Thiên Hậu. Nga và thằng Nga pha ke sẽ về trời trước ạ. À. Vậy bây giờ còn ai tham gia nữa không? Dạ, dạ, dạ có. Dạ, thần là Thiên Lôi, xung phong làm MC. MC rồi đó. À. Trên thiên đình cầm búa quen rồi, xuống đây cầm micro chắc cũng đỡ bỡ ngỡ. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Thử mít, thử mít. Ê, khoan, đợi chút, đợi chút. Gì vậy? Alo, check, 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 1, 2, 3, check, check. Ok rồi đó. Trời đất ơi, thay cái bao đầu micro mới đi. Cái người này kia nói tùm lum hết trơn à. Alo, 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 trời, âm thanh ngon nha. Và bây giờ sẽ là một tiết mục đến từ Năm Tàu Bắt Đẩu. Năm Tàu Bắt Đẩu sẽ mở màn một tiết mục vô cùng vui. Vỗ tay đi nào. Ủa, tụi tôi đâu đăng ký đâu. Tụi tôi đâu có tài năng gì đâu. Ai cũng phải làm hết trơn á. Góp vui hả? Góp vui. Tôi góp, mọi người nhớ vui nha. Rồi, không trước đi. Tôi trước hả? Dạ, phải liên quan tới Tết nha trời. Rồi, 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 ra đề Tết phải không? Ờ, vui nha. Tết này cũng giống Tết xưa. À, mới mới. Làm thơ cũng dở, vẫn chưa mắc cười. Này là biết người biết ta nè. Đây ông kìa. Ông kìa, ông kìa. Ông kìa, tao. Cười trước, sợ lát không cự. Tao. Dạ. Tươi lên ông. Đầu năm kiên cử quét nhà. Mùng 10 hết Tết cái nhà rác không. Phải bẩm Ngọc Hoàng, thần thiếp thấy là với cái đội hình mà phong phú mà đặc sắc như là thiên đình chúng ta thì bây giờ chần chờ gì nữa mà chúng ta không tổ chức đêm nhạc từ thiện thôi. Chuẩn bị ngay. Wow. Anh ơi. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay ban văn nghệ thiên đình của chúng tôi
tổ chức ra một buổi văn nghệ gây quỹ với tên gọi Miền Trung triệu con tim hướng về. Và mọi đóng góp quý vị có thể gửi vào tài khoản Tân Sửu 2021. Và bây giờ, để mở màn cho chương trình ngày hôm nay sẽ là một giọng ca lão làng mà khi nghe xong chỉ biết vội vàng vỗ tay. Một tràng pháo tay để chào đón nam ca sĩ Ngọc Hoàng. Anh Hoàng, anh Hoàng, chị Hồng, chị Hồng, chị Hồng, chị Hồng. Thưa anh Hoàng, chị Hồng ơi, theo thông tin thần vừa nghe được thì tài khoản của chúng ta bây giờ đã đón nhận được trên hàng tỷ đồng rồi. Trời ơi, dữ vậy trời ơi. Mới hát có một bài thôi mà mấy tỷ rồi. Cái này nguyên live show ta nói cứu bao nhiêu người. Miền Trung mình được giúp nhiều lắm Ngọc Hoàng ơi. Ta hy vọng như vậy. Và được sự đồng nhất của tất cả mọi người, chúng tôi đã quyết định trích ra một phần tiền để mua một chiếc xe gắn máy để trao tặng cho anh Nguyễn Văn Dũng và chị Trần Thị Trang. Bây giờ xin mời gia đình anh chị lên đây ạ. Chúc mừng anh chị nghe. Khóc nữa, trời không, ơi, không, đừng có khóc. Thôi, đừng khóc. Đừng có khóc mà. Xin mời hai người mẫu của chúng tôi lên đây trao phần thưởng ạ. Xin mời BB của chúng tôi. Vỗ tay.